Hi, xin chào cả nhà có khỏe không? Sau một cái hành trình dài từ thành phố Chicago đến với thành phố Houston, bang Texas, với hành trình đó là hơn 1.600 cây, thì Hữu Thiện đã đến được thành phố Houston rồi. Và hiện giờ đó, là Hữu Thiện đang có mặt tại quán chai Hương Sen ở đường Bella La. Vì hôm nay là buổi sáng mà trời cũng mưa nữa, cho nên đó là Hữu Thiện có đi xuống đường ở thành phố Houston. Mình cảm giác những cái con đường ở đây á, mình cứ nghĩ là mình đang đi trên đường phố Sài Gòn không ạ, những cái con đường như là đại lộ Sài Gòn, khi những cái con đường mình cảm thấy rất là thân thuộc và rất là thân quen lắm. Mình cứ tên Việt Nam cho nên mình rất là tự hào, mình rất là cảm xúc luôn. Thì bây giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại quán chai Hương Sen nha. Bây giờ Hữu Thiện xin mời cả nhà mình đi vào bên trong quán để xem quán bên trong trang trí như thế nào và cùng thưởng thức món ăn với Hữu Thiện nha. Vâng, Hữu Thiện xin mời. Đây, bây giờ thì Hữu Thiện xin mời cả nhà mình vào bên trong quán chai Hương Sen nha. Quán này thì mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối và đóng cửa vào thứ năm. Và khi mà mình bước vào bên trong quán á, có hình tượng Phật thì mình cảm giác mình rất là an lạc luôn. Và bên bên trong cái không gian quán á, ngồi cũng rất là ấm cúng nữa, không gian bàn để thực khách người ta ngồi quây quần bữa cơm gia đình bên nhau. Và có hai chậu hoa rất là đẹp luôn, hình tượng Phật bằng gỗ luôn, nhìn rất là an lạc. Cái không gian bài trí thì rất là ấm cúng để thực khách như mình đoàn gia đình đi với cùng với người thân bạn bè mình ngồi mình ăn, mình cảm giác là mình rất là ấm cúng. Ở đây có cái thác nước hình những cái chú tiểu rất là dễ thương, rồi bên trong mở nhạc thiền nữa, nghe rất là an lạc luôn. Cái bàn này thì chuẩn bị để chắc có khách đặt nè, cho nên nó là nhân viên phục vụ người ta chuẩn bị trước. Và mỗi một cái bàn ngồi ăn thì có hình tượng Phật, một cái bàn ăn như thế này thì chắc cỡ 6 người, 4 người thì ngồi rộng rãi hơn. Cả nhà thấy cái không gian quán có ấm cúng không, có yên tĩnh không? Chưa thì thấy cái không gian là thấy thích lắm, thấy an lạc lắm. Mình đi ăn chay mình bước vào những cái không gian quán này, mình cảm thấy mình tâm mình nó rất là thanh tịnh luôn. Có hình những chú tiểu nè đó. Ở đây có cái hình Phật nè, mình bước vào thấy cái hình Phật đó, mình cảm thấy tâm mình rất là an lạc luôn. Quán chai Hương Sen, như chị chủ quán ở đây đó là chị Tiên, chị chia sẻ là quán chị mở đó là hơn 1 năm rưỡi rồi, và cách bài trí và trang trí nơi đây đó là chính chính tay chị trang trí luôn. Không gian ngoài Thu Ngân, quán chai Hương Sen. Phía sau đó là khu vực nhà bếp. Khi mà mình bước vào trong quán á, mình thấy hình Phật nè, rồi mình nghe nhạc thiền đó, cảm giác như mình rất là an lạc và thanh tịnh, coi như là mọi muộn phiền của cuộc sống mình bỏ qua một bên hết, không còn thấy muộn phiền nữa. Mình thả hồn vào cái cảnh bài trí nơi đây. Đây có hình Đức Mẹ Quan Âm. Hữu Thiện rất là thích cách mà trang trí cô chủ trang trí nơi đây, từ hình tượng Phật, hình chú tiểu, những cái bình trà. Thì mình nhìn cái cách trang trí nơi đây á, mình cũng biết được cái tâm của cái cô chủ nơi đây, để đặt cái tâm huyết vào cái quán để phục vụ cho thực khách nơi đây rất là tỉ mỉ luôn. Mình nhìn từng chi tiết luôn, rất là tỉ mỉ, như cái tâm của cô ấy đặt vào để mở cái quán nơi đây, rất là yên tĩnh luôn. Bận
đi một vòng để review cái khung cảnh cái quán này đây cho cả nhà mình xem. Thì bây giờ cái món ăn nó ra là bây giờ mình phải dùng thôi, chứ cái món ăn mà mình để nó phải còn nó nguội. Ui da nóng quá. Bật lửa lên chứ. Đó, bật lửa lên. Thì cả nhà đây là món lẩu nha. Đấy, cả nhà thấy cái dĩa rau nè, rất là hấp dẫn luôn. Thì gồm có là bắp chuối. Trời ơi, bắp chuối này là cái bắp chuối này là nhớ tới cái hương vị quê nhà đó. Ở dưới quê nhà cũng thì mỗi lần mà đi trọt bắp chuối ha, lấy cái cây trọt cái bắp chuối vô sắc nấu canh chua hay là làm gỏi á, rất là ngon. Mình qua bên đây rồi mình nhìn thấy cái hình ảnh cái bắp chuối này nữa lại nhớ cái hương vị quê nhà đó. Đó, bún nè, đậu bắp nè, nấm nè, các loại nấm luôn, có cải nữa nè. Mấy cái này thì để rau ăn lẩu, nhìn cái dĩa rau thấy hấp dẫn rồi, rau ăn lẩu chay thấy hấp dẫn luôn. Bây giờ tới cái phần nước lẩu nha cả nhà. Wow, khói bốc lên nghi ngút luôn. Mà mình cảm giác á, cái hương, cái vị nó thơm sộc lên mũi mình luôn á, mình không thể nào mà mình cưỡng lại được cái vị ngon ở nơi đây luôn á. Mình coi cái bên trong có gì nha. Hồi nãy mình Hữu Thiện có kêu á, cái lẩu này là lẩu hải sản, nhưng mà cái hải sản này rất là đặc biệt. Hải sản này á là hải sản chay. Đây cả nhà xem, có những cái con tép, con tôm nè, nhìn cái con tôm nè, tôm này là tôm chay nha cả nhà. Lẩu hải sản chay rồi bò viên nữa nè, rất là hấp dẫn luôn. Đó, hải sản chay. Trong đây có sả nữa. Cái sả nó làm cho cái hương vị, cái mùi thơm á, nó sộc lên mũi mình, kích thích mình, nó làm mình muốn ăn liền à. Hữu Thiện làm một cái món làm liền luôn, nóng rồi, nóng trong người. Với lại một cái hành trình dài nữa, cái hành trình đi từ thành phố Chicago đi qua tới thành phố Houston, bang Texas, hành trình đó là 1,600 cây. Bây giờ là mình phải dùng, phải ăn để có năng lượng để tiếp tục quay review cho cả nhà mình cùng xem nữa. Mình có ăn mình no rồi thì mình mới làm được mấy cái việc khác nữa. Cái sợi bún đó, người ta cũng cắt nhuyễn ra, cắt ngắn rồi mình cũng dễ dùng hơn. Rau thì mình bỏ vô mình nhúng luôn, mình bỏ rau muống nha. Cái rau muống mà Hữu Thiện rất là thích luôn. Ở quê nhà Hữu Thiện thường đó là dùng cái món này nè, ưa lắm. Đó, một ít cải nè, bạc hà nè, nấm nè, các loại nấm. Ăn lẩu là phải bỏ nấm vô ngon. Trời này trời mưa nữa mà mình dùng cái lẩu á mà nóng nữa, trời ơi, vừa ăn vừa hít hà lắm. Chứ là mình mới đi một cái hành trình dài đó, hành trình 1,600 cây, 20 tiếng ngồi xe. Đó, bỏ đậu bắp nữa, đậu bắp cắn cho nó giòn giòn rồi ha. Cái con tôm này, con tôm chay nè, tôm chay nó bỏ vô, bỏ vào viên rau nè, bắp chuối nó mình thích nhất nè, bắp chuối mới gấp cái mấy đũa mà muốn đầy chén luôn. Thì với cả nhà đây là nước mắm ấy nè, mà nước mắm ở đây là rất là đặc biệt, mà nước mắm là nước mắm chay luôn nha, hương vị chay luôn. Cho nên đồ chay cũng rất là phong phú và đa dạng. Khi mà mình ở Việt Nam á, thì mình cứ nghĩ á, mình qua Mỹ rồi thì chắc món chay đồ chắc không có còn phong phú và đa dạng nữa. Nhưng mà khi mình sang tới đây rồi thì mình mới thấy phong phú và đa dạng như thế nào. Nhưng mà ở bên Hữu Thiện, ở bên Chicago á, thì quán chay nó cũng không có được nhiều. Nhưng mà khi qua tới thành phố Houston, bang Texas rồi, thì nhìn rất là nhiều quán, hàng ăn đồ, quán chay đồ rất là nhiều luôn. Cho nên mình nghĩ á, đối với người Mỹ ở bên đây á, thì cái món ăn chay không có còn xa lạ với họ nữa, rất là gần gũi luôn. Ăn chay tốt là sức khỏe nè, thâm tâm được an lạc nữa. Như vậy thì mình phải dùng thôi, mình phải dùng chay thôi. Món chay thanh đạm. Cái nước dùng á, khi mình dùng vào á, nó ngọt lắm. Cái vị ngọt của rau củ quả. Con tôm này nó nhảy ra luôn rồi. Cái con tôm này nó có độ giòn ngon á, tôm chay độ giòn, độ béo. Mình dùng á, xong rồi mình chấm cái nước mắm chay này đó. Rồi nước mắm có ớt rồi nè, mình chấm miếng.
cái độ béo và cái độ mặn 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 của nước chấm á, trời ơi nó ngon gì đâu á, nó ngon mà không thể nào cưỡng lại được luôn. Mình nhìn thấy các món ăn á, mình cũng nghĩ được đó là chị Tiên á, tại vì cái chị Tiên là cái chị chủ nơi đây, thì cũng thì khi mà vào quán á, thì cũng đã xin phép chị chủ ở đây để quay lại cái quán bên đây để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Thì mình cảm giác được đó là chị làm cái quán này chị khoảng một năm rưỡi thôi, nhưng mà chị rất là tỉ mỉ, chính tay chị làm hết mọi thứ, chị từ khâu trang trí nè, trang trí ở trong tiệm rồi với cái hình Phật rồi, mấy cái hình Phật đó khi mà bước vào mình cảm thấy cái tâm mình rất là an lạc. Khi một quãng đường xa mà mình tới đây đây mình cảm giác rất là an lạc và ấm cúng luôn. Và chị cũng chia sẻ là vào tháng 7 tháng Du Lan thì ở đây rất là đông, rất là đông Phật tử tới đây ăn. Không gian quán có những cái bậu hồ lô nè, có sen đá nè, mình ngồi ở đây mình có thể nhìn phóng tầm nhìn mình ra bên ngoài, mình nhìn xe chạy đó. Nói chung là chị rất chăm chút cái không gian quán, một cái món ăn nữa, từ cách bài trí rồi cái dĩa rau, chị để cái dĩa rau giờ mình dễ lựa chọn hơn nè, bài trí các món ăn rồi mình cũng biết được phần nào là chị dạ cảm ơn dạ. Mình cũng biết hiểu được các phần nào chăm chút từng cái món ăn nơi đây để gửi đến cho thực khách. Nó cái đó là cái phần mà Hữu Thiện cảm nhận được. Thì riêng cả nhà không biết thì cả nhà xem màn ảnh thì cả nhà cảm nhận thế nào, chứ riêng Hữu Thiện cảm thấy là rất là tuyệt vời. Một cái quán chay ở tại thành phố Thiên Tân mang tới sở rất là tuyệt vời, rất là tuyệt luôn. Thì nãy giờ Hữu Thiện cũng thưởng thức xong cái lẩu nè, cả nhà xem cạn luôn, dùng cạn luôn, cuốn rau cũng hết sạch luôn, rau được hết sạch luôn, bún được hết sạch luôn, thật sự nó rất là ngon, rất là đặc biệt. Hữu Thiện giới thiệu một cái điều rất là đặc biệt, cái lẩu ngon như thế này á là vì khí hậu ở bên thành phố Houston á, ở nơi đây á thì rất là mát mẻ luôn, như ở bên Chicago á thì Hữu Thiện còn cảm thấy lạnh xuống còn 0 độ, nhưng mà ở bên đây á khí hậu bây giờ chỉ khoảng 20 độ thôi, cho nên Hữu Thiện mặc áo á, chỉ cần một chiếc áo như thế này không cần phải thắp mát gì, rất là dễ chịu khi mình bước ra đường. Một cái đặc biệt thứ hai á thì cái quán chay á thì ở bên Chicago cũng có, nhưng mà ở bên Chicago á thì quán chay á là làm theo á cái phong cách là phong cách cái kiểu người Mỹ, cho nên cái món chay mà kiểu Mỹ á mình cũng ăn nhưng mà khó ăn lắm. Còn ở bên đây á, cái món chay bên đây á làm theo kiểu đậm chất Việt Nam, cũng thì có dùng từ khẳng định đó là món chay đậm chất hương vị Việt Nam, cho nên cảm giác mình ăn rất là ngon, mình rất là thích luôn, thì đúng là hương vị quê nhà, hương vị của Việt Nam mình. Tại vì cái cách nêm nếm rồi cái khẩu vị của người chủ đến đây á là người Việt Nam, cho nên họ nêm theo cái khẩu vị của người Việt rất là ngon. Rồi video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng, nếu như mà cả nhà xem qua cái video này thì cả nhà nhớ bấm like và để lại comment bên dưới như là động lực cho Hữu Thiện để làm video sau được hay hơn và tốt hơn thì gửi đến cả nhà mình cùng xem nha. Vâng, Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.